bữa nay mua cái kia ha, nhưng mà cổ nó dày quá. Ừ. Ủa sao nghe bánh bánh xèo bánh cột, ủa bánh gì, bánh căng mà bánh chấm xèo bánh chám ruốc nữa, ăn xong mọi người đi hết cho người rồi kiểu này chết luôn á, bữa nay không có đem thẻ nha. Mến xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến video tiếp theo của Mến. Thì giờ này cũng trưa cả nhà, Mến định nấu cơm ăn nhưng mà thấy điều hôm nay chín rất là nhiều luôn á, cho nên đi đây vẽ một số điều cả nhà. Đây, đây là cây điều màu vàng. Cây điều này thì nó sẽ ngọt thanh hơn cái điều màu đỏ nha cả nhà, màu tím. Trái rất là nhiều luôn, bà con ở đây chỉ lấy hột thôi chứ không có lấy trái nha cả nhà, cho nên là Mến sẽ tận dụng mấy cái trái này nè. Đó, cả nhà thấy không, cái màu nó rất là đẹp luôn nè, nó vàng ôm luôn. Lấy này để vô mình làm đồ ăn cũng được, hoặc là nấu mình nấu canh. Mến có đem theo cái hũ muối ớt tôm. Wow, mấy trái này thì nó hơi ti hơi nhỏ thôi, rất là nhiều, dài dài đây nè cả nhà thấy không? Vì nhỏ mà cái hột nó sao mà nó to đùng luôn cả nhà. Trái nó nhỏ mà cái hột nó to. Ây da. Đây. Giờ mình sẽ bỏ vô gỗ nha. Để hái thêm về trái nữa. Cái này mình rung là nó sẽ rụng thôi. Để Mến lẻ lên trên cây này nè cả nhà, trái to to không, Mến chờ chạy Mến rung cho cả nhà xem nha, rung rồi xuống nó rớt lịch bịch luôn. Bà con ở đây đợi cho nó rụng không mới lấy hộp, sẵn tiện Mến rung lấy trái cây bẻ hộp để lại cho bà con đây, cho chị chủ vườn. Đây, coi nè nha. Đó. Quá trời. Vậy là đủ ăn rồi đó. Không cần phải nhiều đâu. Mấy kiến, mấy con kiến đen cả nhà, ở đây nó cắn đau lắm. Ủa, rụng này gom lại hơi khó vậy, rụng thấy nhiều lắm mà bảo chú thấy có mấy trái vậy. Mến sẽ ăn luôn cả nhà, cắt ra luôn, ăn rồi cái hồi bỏ hộp ở đây luôn cả nhà. Đây muối tôm của anh Thịnh cho đen, gỡ lên cho Mến. Wow, quay gần lại bóng. Đây cả nhà, muối muối tôm nè, muối tôm mà có ớt, Mến nên là thấy có ớt nè cả nhà. Mến xin mời cả nhà nha. Muối tôm này ngon cả nhà. Nó cay cay, nó thơm thơm, rất là dễ chịu nha. Thêm trái nữa, đang ngon quá. Sáng ngày thì Mến có mua cháo lòng để cho hai đệ tử ăn sáng rồi.
giờ này cũng tới trưa đang chuẩn bị vô nấu đồ ăn, nhưng mà thấy trên điều chín quá trời nè, cho nên ra đây bẻ mớ bánh mời cả nhà. Rất là ngọt luôn cả nhà, ngọt mà vừa ngọt này vừa mặn mặn nè, cay cay nè, với thơm của cái mùi tôm á, quá ngon. Ăn không con? Ăn không? Ăn không? Lại đây nè, lại đây chú nè, nè chú chế vô cho ăn đi nè, chiếm mùi tôm nè, nè lại đây ăn. Ăn thử coi, ăn thử nó ngon. Con gì vậy? Ở ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Sao vậy? Ăn vô. Ăn, cắn đi, cắn đi. Cắn. Cắn. Sao chơi nguyên trái giống chú sao được? Trời ơi, dùng nguyên trái luôn nhậu. Thì nó ướt áo hết trơn rồi. Sao ăn kiểu chú sao ăn được. Nè chú lấy cho nhỏ ra ăn nha, hay là chú cắt ra nha, cắt ra cho con nha. Mến tưởng đâu là bé sẽ cắn, ai ngờ là chơi nguyên trái luôn cả nhà, giống như mến. Đây, ăn miếng này nè, cầm vô, rồi bỏ vô ăn, bỏ vô. Trái nhỏ nhỏ ăn mấy nguyên trái được chứ, trái to quá cho ăn. Ăn đi. Nè, coi chú nè. Ừ. Tại chú cái miệng chú hơi to hơn miệng con, anh chú ăn miệng trái được. Ăn đi. Bây giờ mình sẽ tranh thủ với Duy Dũng đi hái ớt vô nó ăn cả nhà. Trời ớt không là của mấy cây nó chín quá trời chín. Lâu giờ rồi mến không có quay ớt cho cả nhà xem. Những cây ớt hôm nay là nó nhiều lắm không. Hôm nay cả nhà thấy nè, những cái gốc sầu riêng á là ớt rất là nhiều luôn cả nhà, ớt là khỏi nói luôn. Vòng vòng cái gốc sầu riêng này đây nó chín đỏ cây hết trơn nè. Cây này là cái cây cũ nè cả nhà, nó chín nhiều lắm luôn. Với lại là nắng á nó nhanh chín lắm, hết nhầm khi ăn không hết á, cái chim mà chim nó vô nó mổ ăn luôn cả nhà. Ở đây chim nhiều lắm nha. Mình như những cây xa xa ngoài kia là chim nó dạng xuống nó ăn hết trơn rồi. Còn mấy cây gần gần đây thì cũng có thể còn, mấy cây xa thì chim nó ăn cả nhà. Cả nhà thấy cái ớt ham không? Chín chín đỏ vệ luôn. Một cây này có thể là bẻ nhiều lắm cả nhà. Đây, quá trời chín. Nó chín là nhờ chầm trái nó héo luôn cỡ này vậy nè. Mới quậy bé hết rồi nha. Mấy trái này vô bỏ vô tủ đông cả nhà. Thì mình ăn mì này kia rồi rất là ngon luôn nha. Trong khi bỏ tủ đông mình để cả năm ăn vẫn được. Lúc trước thì mến sẽ bỏ vô muối không à. Rồi nhiều cô chú anh chị cũng comment á, bình luận nói là bỏ vô tủ đông ăn lâu dài được á, thì mến cũng bỏ vô tủ đông.
đợt rồi mới bỏ giấm dưới đường đó cả nhà, là nó ăn một như là chừng vài ngày nó lên men à, nhìn thấy nó chua kỳ cục lắm, cho nên là tới giờ mới không bỏ nó, mới chỉ một bỏ muối hai là bỏ vô. Gà bè ớt với chú à hả? Quá trời hả? Bỏ vô đi con, bỏ vô gỗ đi, hái nhiều nhiều vô, lựa trái nào chín bẻ vô, biết trái chín không? Trời buồn luôn rồi. Bẻ đi, bẻ đi, lựa trái chín nha. Buồn vô tốt trong luôn rồi. Không biết nãy giờ cả nhà có nghe tiếng quắc kêu hồi hồi hôm á, là ếch nó kêu lắm, chắc có thể là mến nghĩ là trong vòng từng nay sẽ mưa cả nhà, ra suối mà ếch kêu quạt 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 luôn á, mến nghĩ là trong vòng một tuần nữa là trời sẽ mưa, không biết là lớn hay nhỏ thôi. Cũng có thể thì vô nấu ăn xong rồi cái ăn miếng cơm lên lại TikTok một chút xíu rồi mới nghỉ ngơi. Wow, quên đó, để hái ớt xong rồi mình sẽ đi ra làm cái chỗ cho con chó nó nằm. Mấy ngày nay thì chó nó cũng lớn lớn rồi cả nhà, nhiều mới đọc nhiều cái bình luận của hài lắm, mến cho chó ăn sang quá. Không, thật sự ra thì mến ăn cái gì thì mến sẽ cho chó ăn cái nấy à cả nhà. Không phải không đẻ đây, mến ăn thịt bò trong lúc mà chó nó xanh nó đang ốm yếu, không lẽ mình không bồi dưỡng cho nó được thì mình ăn cái gì thì nó ăn cái đó thôi, chứ không lẽ thì mến không có khi nào mà nấu riêng ra đâu. Cho nên nó nhiều cái bình luận mến đọc nghe cũng hài hài. Cái có một cái bình luận nói mến á, quý trọng hơn là biết lo cho mẹ của nó được như vậy không, mà nó lo cho chó, nó thương chó hơn mẹ đó. Đọc cái câu bình luận đó thật sự luôn, mến không biết nói sao luôn cả nhà. Mẹ mến thì lúc nào mến cũng phải quan tâm và lo lắng hết, nhưng mà cái nào gạt cái chuyện đó, con chó thì gạt con chó, đừng nên là phải mình đưa cái mẹ của mến vô như vậy, mến cũng không thích những cái đó. Nhằm khi mến quan tâm mẹ rồi, mến đâu có lúc nào cũng chia sẻ trên video đâu cả nhà, thật sự luôn. Thì nhiều anh chị đó ít xem video thì nhiều anh chị đó không biết thôi. Với lại là mến thì đi làm xa mẹ mà, chứ đâu có ở gần mẹ đâu mà mến nấu ăn hoặc là cùng mẹ trò chuyện đâu. Mình thương con vật thì con vật nó mới thương lại mình chứ. Như cả nhà đi, nhằm khi đi cả tuần lễ đi coi gì về, nó gặp nó rất là mừng luôn, thật sự luôn. Con chó nó thấy gì nó khôn lắm cả nhà. Mình đi cả tháng mà, một năm gì cũng vậy, nó quặn nhớ mình nha. Lu lu vô trong này phải hết. Hết chưa? Nhỏ mà lớn mà nhờ được hết cả nhà. Đi vô rút chồng để mẹ ớt mấy trái ớt. Ủa, lù vô cái kìa. Không sợ gì hết á. Mẹ kỹ kỹ nha. Bước ra bật ra. Hết chưa? Gùn đừng có đạp ớt nha con nha, đừng có dặn chú mà đạp ớt nha. Hết được ra luôn, đúng hết được ra luôn rồi. Hết chưa? Hết đi ra nè. Hết chưa? Hết thì đi ra, hết đi ra đi chú nè. Đừng lù cho chồng nữa. Thôi.
Trời ơi, coi kìa. Hết chưa? Ra ngoài đi, ra ngoài bẻ đi, ở ngoài nhiều mẹ. Trời, vô nữa hả? Hết rồi, trong hết rồi. Hết rồi con. Đi ra, đi ra ngoài đi, để chú đặt cho. Rồi, bỏ vô. Nè, bỏ vô. Rồi, đi qua cây bên đây nha. Đó, cây ngoài nè, thấy không? Nhóc hết trơn mà không chịu bẻ, lù lù vô trong đó chi. Đi ra đây để làm cái lồng cho mấy con cúm nha. Đây, đây là ngăn giữa. Đây, cái này là mấy mến đặt nè cả nhà. Đó, nó kêu rồi đó. Mến xe bỏ cái này vô. Trước tiên là bỏ cái này. Để mến cưa một khoảng để cho nó có gà tiểu này kia rồi cho ngoài đó. Để cho mấy con nó nằm ở góc này nha. Mến à, mến đi mua cái kia ha, nhưng mà cổ nó dày quá. Nó giống như miếng điểm gì đó cả nhà, không có thảm. Cho nên là mình lấy cái tấm ga của mình luôn. Bỏ vào. Còn đây mới gọi là quan trọng nè. Hổm mến đặt á, nhưng mà mến quên nói với cái người mai á là cái này nó sẽ có hai cửa. cái chị đó mai có một cửa mà. Nhưng mà không sao. Cái này là do lỗi do mến. Đó. Nó sẽ che được cái ánh nắng. À, đúng không? Cái này là mến cho nó phủ xuống hết luôn nha cả nhà. Đó, cái này thời tiết lạnh này cũng đẹp lắm. Đó, cái nhà thấy không? Rất là ok nha. Còn cái cổng kia nè, đáng lý ra là mến sẽ nằm ngay cái đèn cổng, ngay đèn cổng. Nhưng mà mến quên dặn người ta là mai như vậy á, cái người ta tưởng đâu có một cửa ở đây à, là mai có một cửa à. Không sao đâu. Gì nè, cái mình chén lên để cho nó mát mẻ một góc gì đó. Đó. Bây giờ phải đi ra đây bắt. Mến kêu nó là con ghét nha cả nhà. Quên nữa. Cái này mình phải đeo bao tay vô. Tại vì cháu con cái video lúc trước á, mến có đọc cái bình luận nói cháu con đừng nên lấy cái tay bợ đó, nó không tốt. Cái này cái bao bưởi. Thích con nói gì. Trời ơi nó chạy. Nó bường đi không cả nha. Đây. Ba con mặt bét. Mến xe đặt tên là ba con mặt bét nha cả nhà. Thấy cưng không? Quá trời cưng luôn. Nhà đi vô bỏ vô thôi. Có chỗ nơi nghỉ ngơi vậy nè. Mong mà hôm nay đừng lọt ra nắng nghe. Không nghe thấy to to à đã. Wow. Rồi, ở đây nằm đây. Nằm trong đó thoải mái nha. Rồi, mình sẽ để cửa ở đây để cho con Dương tiễn nó vô cả nhà.
để coi nó dừng tiện nó vô. Chưa treo gì nè. Đó. Để che mát lại. Nó la. Còn cánh cửa giữa này không cần đâu. Để lên đây luôn. Cho nó đây dàn lại đi. Giờ vô mới sẽ nấu ăn. Bồi bổ cho con Dương Tiễn nha cả nhà. Đây cả nhà, đây là thịt bằm. Thịt bằm mến mới xào chín hết rồi nha. Nói chung nêm cũng nêm gia vị hết rồi. Hôm qua canh hủ cái đu đủ á, bây giờ mới nấu cho nó mà nó còn chê nữa. Đấy là nấu với thịt bằm này luôn á. Là sọt luôn á. Mà nó còn chê, nó không chịu ăn cả nhà. Cho nên là mến nó ăn khô, bây giờ nó muốn ăn khô mà. Mến bỏ miếng nước cửa lọc vô đây nè. Để trộn cơm cho nó ướt, cho nó ăn để cho nó có chắc. Chứ giờ canh mà nó còn kén nữa rồi mến thua đó. Đấy là canh đu đủ đó nha. Mến nấu canh đu đủ quẩn còn chê. Giờ lấy phân nửa thịt này chiều cho nó ăn phân nửa nữa. Đây. Trộn đều lên. Không trộn đều lên là nó cứ cứ lựa không à. Phải trộn đều lên cho nó ăn nha cả nhà. Xong chút mến cũng tranh thủ cắt bưởi để đem về giao nó. Có cô chú nào đặt bưởi 70-80 kg gì đó. Mến xong rồi cái đi ra cắt bưởi luôn. Để đây là mình giữ, giờ mình đem xuống dưới cho nó ăn nha cả nhà. Cái gì? Hả? Đi nhảy đây. À, ăn đi. Xíu xu né ra. Không có chưa được ăn. Để Dương Tiễn ăn trước. Mày ăn mày ngừ không à. Nước nó còn muốn ăn nó lựa không à. Nó lựa khô ăn không cả nha. Nó không chịu ăn luôn. Nó kén ăn dữ lắm luôn rồi. Mày kén ăn là mày không có sữa luôn á. Toàn là thịt bằm, người thịt bò không à. Cứ vừa cứ hắt hắt ra nước là hắt hắt ra không. Lúc chưa xanh á, gao hoặc là cái gì nó cũng chịu ăn hết chứ. Mà tới xanh rồi kén ăn quá trời luôn. Chắc tao mua cá hộp cho mày ăn quá. Mua cá hộp với trứng. Nó thích ăn cá hộp với trứng lắm cả nhà. Trứng mà chiên lên á, hoặc là kho sơ sơ á, cái là xào chung với cá mồi á, vậy mà nó thích ăn lắm. Nhưng mà mến sợ á, mới xanh xong mà không có canh, không có nước á thì nó sẽ ốm. Cho nên là ý là nấu canh luôn á, mà còn không chịu ăn nữa. Trời ơi, coi kìa. Coi kêu ổng ngồi ngoài mà ổng chảy nước miếng luôn kìa. Cho cái tội vô dành ăn. Đợi ta ăn chút đi rồi ăn. Mến kêu nó ngồi là mến là nó ngồi rồi cả nhà. Nhằm những con chó khác á, kêu một cái là nó không nghe đâu, nó sẽ chạy lại nó dành ăn à. Ăn không hết đâu, mình đừng lo. Trời ơi, chạy nó miếng dữ dập máy. Sáng cho một thao nửa, gần nửa thao cháo lòng ăn rồi đó. Tại ngoài kia có bán cháo quá. Cho nên cái thấy sáng nè, đói quá. Sáng hôm qua cái ăn hết đồ ăn này.
sáng không có cho nó ăn sáng, cho nên chạy vòng em mua miếng cho nó ăn. Nghỉ rồi hả? Nghỉ chưa? Nè đi con, nè. Nghe ăn đi. Nghỉ ra đi, nghỉ chưa? Nghỉ là vẫn để ăn nha. Su su ăn đi su. Su su thì tánh nó lầm, nó lì lì à. Nó ăn nó cũng vậy nữa. Rồi tới su su ăn đó nha, no rồi đó đúng không? Hả? No đó hả? No đi ra con đi. Đi ra cái lồng mới ngoài ra, ngủ đi. Ôi, giờ mến cũng su su cái nha. Nãy giờ mến gác bưởi qua bên đây mà nó cũng chạy theo. Lúc này nước cạn, su su nó chạy theo cả nhà. Đi, đi về. Đi bánh nè. Cả nhà thấy cái bầu trời đẹp không cả nhà? Quá trời đẹp luôn. Bầu trời hôm nay trong xanh luôn. Qua những đám mây trắng nhìn thấy rất là đẹp luôn á. Chim quắc hôm nay kêu rất là nhiều luôn cả nhà. Giờ này nhìn thấy má, nhờ nắng thì nó nóng thiệt, nhưng mà nhờ có cái gió nó thổi á, nó cũng mát. Nãy giờ mến giá cũng được mấy chuyến rồi, còn chắc có là còn có 1 chuyến nữa là 1 chuyến 2 chuyến nữa là xong rồi cả nhà. Ê, đi vô nhà. Wow, ơi nắng quá. Nắng kinh thật luôn á. Gán ship cho nhanh cho nó rồi. Nãy giờ thật sự luôn nóng mà biết mà mến phải lột cái quần dài ra luôn á. Trời nó nực nội cả đó. Nhưng bù lại có cái gió, không có gió là xong. Em cũng bảo đang xuống dưới tắm rồi cả nhà. Ồ, trời nắng chang chang vậy đó mà đi xuống tắm nè. Cả nhà thấy không, những bé miền núi ở đây lội rất là hay luôn. Mến nể phục mấy cậu bé cái này. Coi nhảy. Coi nhảy kìa bảo. Tắm mà còn nhảy tưng tưng nữa kìa. Thật sự luôn trời nắng này mới không dám tắm đâu. Còn mấy bé ở đây, mấy bé ở đây tắm hay lắm. Không biết nắng hay là mưa gì, bất cứ trời nào tắm cũng được hết. Lội đó ai lặn ơi, lặn cho chút xem ơi, hộp ơi. Hộp xuống. Hộp cho cái xem ơi. Hộp ơi. Lại xuống. Lại xuống chú xem ơi. Nãy giờ mến cũng về tới nãy giờ cả nhà. Bây giờ thấy dĩa xài nè, đem ra. Rồi chú Bình đang ăn bánh tráng. Bánh tráng mắm nước đặc sản Ninh Thuận. Này là đặc sản hả? Ừ. Ủa sao nghe bánh xèo bánh cột? Ủa bánh gì? Bánh căn mà. Bánh xèo bánh tráng mắm nước nữa. Đặc sản gì nhiều dữ vậy? Ừ. Có mắm nước à? Có. Mắm nước sống.
Nước tăm không à? Ừ. Thì đâu phải đặc sản này thấy không? Đây có nước chín nè. Ủa, đang cái gì nhúng nè? Không bị dạ, gan yếu á. Ờ, gan yếu à. Mình là ăn á. Khá, ăn này khá. Ăn vô khá. Hả? Lắm. Bên đây là muối ớt nha cả nhà. Muối ớt. Mến mời cả nhà nha. Thử không? Thử không? Xài nè. Ăn chén trước hả? Đang gì bánh tráng? Cái gì đó? Ăn bánh tráng xong mới ăn hả? Ừ. Mới ăn hết luôn. Ngon. Ủa? Nghe không? Muối ớt bánh năm nè. Muối ớt mất lúc nữa say ghê quá. Trang Trang. Dạ. Muối ớt anh năm nè. Tôi làm em bị đau tủ anh ơi. Em đang trong quá trình điều trị cho ba tử của em. Em đi cưỡi những thuyền đó. Yên tâm đi, ngoại anh có mật ong cho em uống. Em uống mật ong mấy lần rồi đó. Uống phải pha nước nóng. Thì pha nước nóng á. Mới. Ừ. Lên đó cô có mật ong bực bực xin mới không có tém lên cho mình nha. Kê miếng xoài ăn nha. Món nha, kê miếng. Uống ngắm. Miếng mật rồi đâu mình dưỡng nguyên liền nha. Rồi đâu đủ chưa? Đủ chưa? Đủ. Năm nhà mến xin lá đu đủ. Đó là bông đu đủ. Dạ. Ai dạ? Hả? Uống dạ. Uống dạ. Ăn dạ. Ăn luôn. Ừ, tức rồi nó đâu chua đâu hả? Nó cũng chua mà. Xài sống á. Đúng rồi. Sắm muối nha, nhiều ăn mới đã cả nha. Cái này là cho chú biết là có vấn đề rồi nha. Ủa có nó thắt vậy không? Thắt rồi. Ừ. Này. Đây là gì đó? Đây nè. Bánh cuốn ở trong bánh tráng nè. Nhìn thấy nha. Ngon ngon. Ngon ăn dữ nha. Trời ơi. Cái bánh cuốn này múc lên cho. Chào anh em. Anh em mới gì à? Đó mới ăn rồi vậy. Đây nè, ăn ăn xài, ăn xài. Hai giờ đó con mới ăn bánh bút vậy mà. Hả? Ăn bánh tráng nè. Ăn bánh tráng hả không? Ê, cho chấm. Thôi trên ăn. Nó ăn tám là bụng mà bứt nút luôn thôi chứ. Cây là tám mà. Lai ăn táo à. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Mua ớt là mình ăn gì nó mới đẻ rồi cả nhà. Không chịu ngủ luôn hả? Chưa giờ ngủ à? Chảy nước miếng luôn á. Đó. Đẻ lắm cả nhà. Đã không? Đã không? Đẻ. Đừng nói, đừng nói lớn Trang, Trang ăn đó. Trang đang cử á. Nghe rồi là Trang ăn á. Rương. Hơi luôn hả? Hơi luôn hả? Trời ơi. Đồ mua ớt nó cay cay nữa không? Ngon cả nhà. Ngon không? Nghe nói. Rồi. Anh mời cả nhà nha. Wow. Mời cả nhà. Ngon. 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 Bánh trắng bánh gốc. Cậu, cậu, múc đi cậu. Ôi, cậu thì làm thiệt hả cậu? Có hả? Ốm cậu em. Cậu nói giỡn mà cậu làm thiệt. Cái gì, cái gì? Ngon hả? Trời ơi. Ngon, ngon, ngon cậu à.
ăn dữ hả? Quê luôn. Còn gì bằng nữa. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Cay. Cay hả? Yếu gì? Nước ớt thì phải cay chứ. Yếu. Trong miệng có cay. Trời ơi. Ăn mấy cái mà cay rồi. Ủa, biển có đồng ớt được không anh? Được chứ. Ừ, mà sao sợ cay? Ủa, cay được. Tùy người với em. Tùy người ăn không ăn hả? Tùy người có người ăn là cay được. Em yếu rồi anh. Hồi trước anh cay á, anh nguyên trái ớt á. Anh ta nổ mà cái bụng nó nóng luôn. Ta nổ lét dài dài luôn. Cay quá. Bây giờ tao không lét mà. Thôi dạ. Giờ mình ăn thêm miếng nữa cả nhà. Lọc anh là lọc bỏ cột rồi. Ủa, cái anh nghe dữ à. Ê, ăn bún rút luôn. Ừ, toàn là bấm rút mà. Đúng rồi, không? Mà cái nhà. Giờ ta ướp nữa. Giờ nó nói là quà tử. Rồi chấm nước. Nhưng mà ăn vậy mới ngon. Đừng có biết mà đừng có biết. Miếng nữa. Đúng rồi hả? Ừ, nha. Ngon. Ui, bánh tráng nó giòn vậy thôi. Rụm luôn. Rụm quá. Ơi lộn, cay quá cả nhà. Khai thiệt mà. Lọc đang đi hồi nó ra lọc. Đang thích thiệt ở nhà không dám điên. Bức bang bởi đây mà nghỉ ngưng này. Thế này mà ngon quá. Chịu không nổi cả nhà. Chua chua, mặn mặn. Ngồi vào cay cay. Buổi chiều đã xuống rồi cả nhà. Nhìn mặt trời vừa chuẩn bị gần xuống núi rồi kìa. Nhìn thấy rất là đẹp luôn cả nhà. Với lại ở đây ruộng thì đã cắt hết rồi. À, cắt không còn cái miếng nào luôn. Chẳng hạn như là miếng ruộng này ở dưới quê mới cắt xong á, mua trái banh này kia rồi về buổi chiều ra ruộng đá, mấy anh em xúm lại đá banh cả nhà, cũng rất là vui luôn. Nhưng mà bây giờ thì ít ai ra ruộng đá lắm. À, có mấy con diều ở trên bầu trời. Giờ này mấy anh em đi ăn tối cả nhà. Ủa chè mảng cầu quá vậy. Đây là giờ của Lộc. Ủa nãy anh kêu mến kêu chè mảng cầu hả? Hả? Nãy anh kêu chè mảng cầu hả? Ừ. Hầu bữa nay hầu về sớm nên là rủ mọi người đi ăn. Xin chào cả nhà. Hầu lo hết. Hả? Hầu sẽ lo hết. Hầu lo hết hả? Nay em lo nhưng mà người trả là anh. À, người trả là Lộc. tại sao Lộc trả Lộc? Bởi vì nay có khách mời đặc biệt. À, hôm nay có vợ vô đó mà. đúng rồi. Có vợ vô là đặc biệt rồi. Đúng rồi. Có gì đâu, ông chầu này tầm khoảng 200 mà. 200k không nhiều đâu. Nếu mà không có đủ thì ở lại rửa chén cũng được, không sao đâu anh. Đúng rồi. Để biết đây ở lại được không? Chịu mấy nè. Chịu không? Ôi trời ơi. Bé quá. Sao vậy nè? Hả? À, tao vô quậy, có muốn quậy á. Siêu quậy cả nhà ơi. Đây là siêu quậy nha, của Lộc à. Siêu quậy á. Siêu quậy ngủ không? À, còn siêu quậy đây ngủ rồi nè. Siêu quậy à. Đi chơi mà ngủ rồi cả nhà. Ở đây là siêu quậy ngủ rồi. Dạ, cứ bưng đi. Bên đây giúp con. Chị lấy cái khăn đó lại. Đây, đồ ăn ra tới rồi. Dạ đây. Đi nha, mọi người nha. Đồ ăn ra tới cả nhà. Ui, mì cay cấp độ 10. Ngâu đang quay ăn quý. Nhìn thấy cũng ngon nha cả nhà.
Đây là cái tô mì cây của em. Đây gà rán. Ủa đâu mà hai gà rán dữ vậy? Có hai vợ chồng. À, hai vợ chồng ăn hai gà rán. Hai vợ chồng ăn gà rán. Ừ. Rồi dùng đi mọi người. Rồi, để cho em qua đây. Đây ở bên tư thì sao? Đấy, tướng này anh, ở ngoài nè. Ủa sao vậy? Để em chuyển qua đây ngồi. Wow. Chị cho bé nó ngồi đây được không? Ngon nha. Nó vẫn còn thấy sôi sôi lên luôn cả nhà. Có, để em kêu xin cái chén. Còn cái phần của mến là mì xào bò. Anh ơi cho em cái chén nhỏ. Ủa đây người ta bán không à? Dạ. Người ta bán không à, người ta có cho đâu. Xin cái chén đựng tương ớt. À, mến kêu em Hậu ăn trước mà em Hậu không chịu cả nhà. Bây giờ mến sẽ lấy xì dầu chế vô nha. Anh bỏ ra chén á, anh dầm ớt vô. Thôi kệ đi. Ngồi mình cầm với trái ớt mình ăn luôn cũng được. Nhìn hấp dẫn rồi. Ờ. Nè, miếng bò nè. Tô này của em. Miếng này, miếng bò này mình thấy còn đổi tương. Bánh mời cả nhà nha. À. Vừa ăn hết cả nhà. Theo mến là vừa ăn nha. Tại vì nhầm khi á hơi lạc lạc thì mình sẽ trang nước tương vào. Đổi nha. Nghe Lộc mời đi ăn cái là phải chạy gấp liền. Này chúng nhà ông nấu cơm nữa. Má của chú anh chị ấy. Hôm cô chú bán chị con không phải con hả? Là con mãi vậy. Trời ăn đi Lộc, có gì đâu buồn. Buồn gì anh? Thằng nó, em tính không được mẹ, nó, có gì đâu buồn. Nó giờ ngồi không mà cả nhà không chịu ăn uống nha. Anh gà rán với mình là chỉ có món gà đâu cả nhà. Nguyên tuần 7 ngày anh ăn hết 7 ngày rồi. 7 ngày gà rán luôn, trời ơi. Ăn gì thay gì chứ. Sáng ăn cơm gà. Chiều ăn gà sạch sẽ. Sáng ăn gì? Sáng ăn cơm gà. Chiều ăn gì? Chiều ăn gà sạch sẽ. Tối ăn gà rán. Nói chung là cả tuần luôn là Lộc đều ăn gà không nghe cả nhà. Gặp em ăn vậy chứ em mắm ảnh hết nguyên anh... tháng luôn á. Không, mà anh ăn hủ tiếu anh ăn được sáng qua chiều nha. Anh ăn vậy sáng à? Chiều ăn sáng được nào và ăn buổi chiều được. Anh ăn liên tục luôn được. Ngộ ha. Có nhiều người họ ăn nguyên một cái món đó ăn xuyên suốt mấy tuần luôn mà không có ngán. Như anh ăn hôm qua cũng vậy, canh hôm qua thì anh ăn cũng có thể là ăn tháng này qua tháng nọ được luôn. Thôi để mời cả nhà đi okay. Để ăn xếp xếp để cho em Hậu cầm chứ để ngồi em Hậu vượt trội máy ra cả nhà. Anh cứ nói vậy không? Anh em người nào cũng đói hết trơn. Đây là một bữa ăn tối. Ừ. Ừ. Bữa ăn chiều nhá. Ăn chiều à? Ừ. Giờ này 7 giờ chiều à? 7 giờ chiều rồi. Ăn ngay lát nữa em mời cả nhà mình đi ăn kem nha. Hả? Ăn ngay lát nữa em mời cả nhà mình đi ăn kem. Bữa nay giờ lại có Lộc ăn dữ rồi ta. Ngon ngon ngon. Em đó cả nhà. Lâu lâu về cái mấy anh em mời mà. Mến đi riết mà anh em là nói là mến là không phải người nữa. Sáng xuống đây, chiều về trển. Nhằm khi tối cũng về luôn. Rồi sáng xuống nữa. Mến này đi dạo. Lên xuống cho chạy liên tục. Từ đây mà lên đó 2 tiếng. 78 cây. 2 tiếng rưỡi không? Anh đi 1 tiếng rưỡi à? Bình thường là bữa em đi á là 3 tiếng mấy. À. Mà anh mới chạy có 1 tiếng à. 1 tiếng rưỡi. Tính ra ông đi là từ rẫy mà đi xuống shop là như cơm bữa luôn á trời. Khen mẹ em không thấy. Bây giờ tới em Hậu ăn nha cả nhà. Rồi. Mời cả nhà ăn tối nha. Nay là Hậu kêu cái tô mì cay. Cấp 1 thôi. Đây là cay quá.
cấp 1 rồi đó hả? Ừ, cấp 1 rồi ha. Em cho xíu tương ớt. Sao anh ăn tương ớt không được hậu à? Sao vậy anh? Ừ, anh ăn là bị chột bụng liền. Ủa trước giờ là vậy luôn. Chắc tùy loại anh. Anh chắc anh ăn chinh su được. Hả? Chinh su anh ăn cũng bị luôn. Không chứ. Nói chung là tương ớt là đều bị hết. Được. Chắc anh không có hợp với tương ớt á. Chắc là vậy. Cơ địa muộn. Ừ. Xin chắc mời cả cơ... nhà ăn nha, ăn mì cay nha cả nhà. Chắc là cơ địa cả nhà. Nhìn mì tôm, mì tôm, tôm mì cay hấp dẫn quá. Nãy mà bỏ qua đâu cho nó chín. Ờ. Wow, thấy cái khói nó còn nguyên ngút không cả nhà? Đúng rồi. Có trứng nữa kìa. Ừ. Mì cay hải sản. Bây giờ anh em mình đổi đi. Đổi hả anh? Đổi không ta? Có suy, luôn ơi. Có suy nghĩ đổi không ạ? em thiết nghĩ là nên là suy nghĩ đổi luôn. Không có sao đâu, lát nữa em ăn nửa tô còn nửa tô em đổi qua nửa tô ấy cũng được. À thôi đổi nguyên bây giờ luôn nè. Mời cả nhà ăn mì nha, mì cay. Sao? Nước đậm vị lắm cả nhà. Nhưng mà cay lắm nha. Ý là hậu ăn cấp 1 thôi á. Này ăn cấp 3, cấp 4 là chắc cay được. À. Siêu quậy bây giờ thức kìa. Wow, ngồi ăn rồi đó. Ủa vậy rồi? Vậy rồi. Còn đây cũng là siêu quậy nữa nè. Siêu quậy cấp 1 rồi đó, siêu quậy cấp 2. Nóng quá cả nhà. Mời cả nhà. Nước đậm vị lắm. Ngon. Ừ. Ngon lắm đây. Có tôm không? Hải sản nào phải có tôm đúng không? Đây, trong đây là có tôm nè. Ui, con tôm ú luôn cả nhà ơi. Tôm chà bá luôn. Tôm nè, xúc xích nè, cá viên, trứng cút, nấm, rau và mì. Rồi, hết rồi. Hết rồi. Có nhiêu đây thôi cả nhà? Có ăn ớt rồi, ăn ớt không? Anh, cái này đủ cây rồi á. Mà ớt mua lấy em nằm luôn á. Mời cả nhà nha. Trời ơi, nãy giờ ai nói chứ Lộc ăn hết cái đùi gà. Cái đùi rồi. Tôi thêm không? Ăn đi Lộc. Anh là phải ăn 2 3 cái. Lộc ăn đi không? Thấy cái tô mì ngon quá. Được quá. Không. Hay kêu một tô ăn. Ông ấy làm cái cánh nữa được không? Được. Được. Kêu thêm ấy. Trời ơi. Giỡn vậy, ăn đi mà hỏi rồi. Ăn cho no chứ ăn. Không ăn nhiều kìa. Không thì ăn món khác. Ở trong tô bị cay nữa. Mà nhiều lắm á, anh ăn không thì em xin cái tô tốt qua. Ăn nhiều lắm họ, ăn nhiều thì anh kêu một tô. Cấp mấy? Cấp được không? Cấp... Không phải là... 0.5 đâu. 0.5. 0.5 là đứng bét rồi. Thôi khỏi cấp nào luôn đi. Ờ, ăn mì cay không khỏi cấp đi Lộc. Cho em thêm một tô mì cay nữa chị ơi. 0.5 đâu anh, cho em ăn một cây cũng được. Bữa em cấp độ 1 á, em cũng không được luôn. Cay. Cay hả? Mình ăn cây dở lắm kìa nha. Cấp bình thường thôi nha chị nha. Đừng, dạ. Mình mến với hậu mới ăn sơ sơ thôi là quay lại là hết cái đùi gà rồi. Kinh thật chứ. Đó, cái đùi chà bá luôn á. Mà quay lại là thấy hết rồi. Cái đùi đâu phải nhỏ đâu. Đúng là Lộc đạo gà rán. Gà đối với anh là một bất ngột. Quá trời, bây giờ là kêu. Kêu thêm cái tô mì cay nữa cả nhà. Kêu tô mì cay cấp độ 0.5 nữa cả nhà. Mình ăn vậy nó mới với vừa bụng. Tấu đâu rồi anh cũng tấu anh về mình ngủ. Ăn vậy mới có sức đúng không? Đúng rồi, mai đóng hàng cho cả nhà. Hay vậy quá. Hay vậy quá à. Lộc hay vậy quá à. Bây giờ đợi thêm tô mì cay ra nữa cả nhà. Nó quá cay quá anh, nó khổng lử luôn à. Khổng lử luôn hả? Dữ vậy. Vậy mà anh còn kêu em cắn thêm trái ớt nữa. Có sao đâu. Tô này là nhiều lắm á cả nhà. Nếu mà một mình thức ăn của con ấy á, là phải tô này là hai người ăn. Nhiều lắm.
anh ăn luôn á. Mì giờ này mới ăn xong rồi cả nhà, nhưng mà mì cay của Lộc mới ra, mì cay mới ra luôn cả nhà. Em giờ tưởng hãy luôn cả nhà hãy... tưởng anh đang live stream. Cả nhà mà coi mình ăn 1 phút 30 giây này cả nhà. Cả nhà nhớ bấm giờ giùm nha cả nhà. Lộc nó ăn phút 30 giây. Tưởng đâu là đang live stream. Rồi bắt đầu bấm giờ. Anh mới ăn hết rồi. Mến ăn xong rồi bây giờ mến uống nước nữa nè cả nhà. Thật sự luôn. Mến xin mời cả nhà nha. Ủa, xong lên. Mẫn cầu anh lấy cái đũa anh ấy. Nói chung là nó khát nước á. Hồi chiều ăn trái cây á, ăn uống quá trời. Ăn cái gì em? Ăn xài chấm nước á. Trời trời. Thấy chị Bành ra ăn bánh chém mắm ruốc nữa. Đó. Cho nên giờ khát nước á cả nhà. Khát nước kinh lắm. Nó bự mà nó uống nữa. Bây giờ cũng ăn xong hết rồi cả nhà. Này thấy nguyên trên bàn rồi nè, hiện tại bây giờ nè. Đó. Nò quá. Quá trời luôn. Toàn là chén không à. Tao mà quay cái chén với dĩa không à. Ăn mà muốn liếm luôn chén gì. À, rồi bây giờ Lộc đi nghe máy rồi cả nhà. Ăn xong Lộc đi nghe máy rồi. Dạ luôn. À, nghe mẹ nha. À, dạ đi 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 với mẹ. Ủa, cần đi nữa hả? Dạ dạ mẹ. Thôi rồi đi rồi. Rồi ăn xong. Thôi ngồi nha, mẹ em kêu trước á. Có gì dạ mẹ em kêu về nha. Ăn xong mọi người đi hết cho mình rồi. Kiểu này chết luôn á. Bữa nay không có đem thẻ nha. Thôi vô rửa chén đi cô trừ cho. Chú ơi, có rửa chén trừ không chú? Cái gì vậy? Có cho rửa chén trừ không? Quên đem tiền rồi. Có cả nhà. Dạ vậy dắt xe được hả cô? Dạ dạ. Rồi cái này mai rồi, gặp mai rồi cả nhà. Mai hết đi lên gãy rồi cả nhà. Mai hết đi lên gãy được rồi. Thôi nói kìa, mến đi vô tính tiền để cho Lộc cả nhà. Lâu lâu thì công ty nha anh. Lâu lâu Lộc mới vô đây mà. Lâu lâu Lộc mới vô thì cô ơi, tính tiền con cô ơi. Con định dắt xe mà ngày mới con về trường nữa. Không sao đó chị. Định ở lại dắt xe cả nhà nhưng mà ngày mới về trường. À, ngày mới chắc có lẽ là hết bưởi nữa, mến cũng chở bưởi về tiếp tục nữa. Ủa, chị chở bao nhiêu ký? Khoảng 100 á. 100 ký hả? Ừ. Tại vì kêu chở về 70 để giao đơn nhưng mà mến chở về chưa ra. Để cũng có thể là ngày mai hết bưởi nữa thì mến sẽ tiếp tục chở về nữa. Thì lúc này đi liên tục. Mọi người kêu mến là đi như là máy bay vậy. Thiệt luôn á, anh đi nhanh lắm á chứ. Không biết là do anh mến anh đi quen hay sao á, anh đi nhanh á. Chứ hôm bữa em mới lên á là đi tầm cỡ 4 tiếng đồng hồ á. Là vừa đi rà đường mà vừa hỏi đường á. Còn nếu mà ví dụ như mà quen rồi thì chắc đi chắc còn tầm 1 tiếng. Không 2 tiếng à. Nhưng mà do anh đi nhanh nữa. Nên tiếng. Đi như tốc độ bàn thờ vậy cả nhà. Không có tốc độ. Cái câu tốc độ bàn thờ là nguy hiểm nha. Như vậy cô. Đây con cầm này trước cô. Có giảm giá không cô? Có giảm giá. Anh làm cái gì mà anh giảm giá vậy nè. 265. Dạ. Thôi ngày mới con về giường rồi. Con định ở lại mà mới về giường. Không biết. Em dòm lại em thấy nó ở đâu. Em tưởng tượng cái khác. Dạ. Chắc có lẽ là mến xin phép kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Thì mến xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra để xem video và ủng hộ cho mến nha. Bây giờ thì mến xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Dạ. Bye cả nhà.